Ok anh em, và sau khi mở 23 rương, và đây sẽ là một cái video tổng hợp ngắn lại cho anh em xem sau khi mở 23 rương thì được cái món đầu tiên giá trị nhất trong cái video, đó là một đai lưng thời gian chúng đọc 80 max topping và sinh lực dương 30, thì sự quá đẹp. Đỡ mà nói thì tính toán thì đỡ mà đua top ra một cái đai lưng cực phẩm max đọc 80 và sinh lực max pin thì anh em sẽ tốn khoảng tầm từ 15 cho đến 20 củ đỡ có thể sở hữu được cái đai lưng như thế này. Thì cực phẩm như max pin là khoảng tầm 15 đến 20 triệu. Còn cái đai lưng này khẳng nghĩ nếu mà thực sự bán bèo lắm được 10 triệu, có người mua phát một đó, bèo lắm được 10 triệu đai lưng này. Rồi, tiếp theo thì được cái dây chuyền này thì được làm chậm 40 thì nó sẽ được khoảng tầm 5 kim. Nếu mà đã bán ra cũng được 5 kim. Nếu anh em nào xài set Newton cần mua dây chuyền thì liên hệ đó. Rồi cũng như là anh em xài cái ngập bòi set đồ hiệp cốt thì dây chuyền này cũng gọi một dây chuyền khá là ok, mắt 40 chúng độc luôn. Thì giá chuyền này nó tương đối cũng tầm 5 kim nè. Thì hai món này thì Khải có nói video trước, thì hàng này cộng lại thì bèo lắm được 10 kim thì nó bù lỗ ra được 3 rương. Thì 20 rương kia thì chỉ ra được đúng một rương, một cái đai lưng này thì 20 rương thì nó bay khoảng tầm 70 kim, tầm 5 triệu. Thì ra đai lưng này thì vẫn gọi là lãi nữa. Ở video này vẫn gọi là lãi, không lời không lời nhiều nhưng mà vẫn gọi là lãi đó nè. Không lỗ chứ không lỗ nha, chứ không lỗ nha. Rồi còn lại những món mít nè. Nhẫn 16 nè, shop nè, nhẫn 20 shop nè. Tưởng đâu nhẫn ăn ban kháng hỏi nhưng mà không phải nè. Nó là nhân vật nữ nè, nó đen xì là thấy to nè. Nếu mà nó sáng là thiệt sự là chắc chắn thì nhẫn ăn ban. Rồi, rắc hoàn toàn luôn. Rồi là nhẫn nhu tình 39, gia truyền nhu tình 39 nè. Gia truyền nhu tình 33 nè. Gia truyền nhu tình 31 nè. Gia truyền nhu tình 28 nè. Rồi à, ơi tiếp theo là mấy cái này không cần nói em ơi, thực sự là mấy cái này là shop tất cả nhu tình, không có cái nhẫn nhu tình nào mát pin luôn, toàn nhẫn nhu tình em vãi cái chứ, 2, 4, 6, 7 nhẫn nhu tình vãi cả nồi. Rồi cái này shop luôn, áo này cũng shop luôn, dây chuyền này cũng vứt luôn. Rồi xong 23 rương, ok anh em. Nhẫn ăn ban cộng sức mạnh á, ok. Nhiều anh em cho anh vui là nhẫn ăn ban cộng sức mạnh này, cũng như là dây chuyền ăn ban cộng làm chậm đó. Ok, và anh em xem tổng hợp video 23 rương giả tẩu 3k ngày hôm nay thì đừng quên đỡ lại cho Khải cái màn video tổng hợp này một like cho xem hội chơi và giúp cho Khải lên 200 like, cũng như là tạo tương tác, cũng như là giúp kênh Khải phát triển này. Mà đừng quên nhấn đăng ký kênh mạnh nha anh em ơi. Ok, và Khải hay livestream vào lúc 7:30 tối hàng ngày, cũng như là up video thường xuyên vào 11:15 hàng ngày buổi trưa nè. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Ok, bây giờ thì chúng ta đi dọn rác thôi.